Hello, xin chào mọi người. Chào mọi người đến với channel của Julie. Hi. Quay qua cái chỗ này quay khác cái video của kênh kia thì ngồi thoải mái hơn, thì vì có một mình Julie ở đây thôi nên nói chuyện cũng khá là dễ chịu và vui vẻ hơn hồi nãy. Thì hồi nãy ngồi có cái ông câu cá kế bên kia nên Julie rất là sợ luôn. Julie bị ngại, ngồi không biết nói gì nữa. Thì hiện tại Julie đang ngồi ở đây giữa công viên. Như lời hứa của Julie đối với mọi người ở tập trước thì Julie sẽ dẫn mọi người ra ngoài thiên nhiên nhiều hơn, ra ngoài cây cỏ nhiều hơn. Thì hiện tại thì Julie đang ở một không gian ngoài trời. Julie đang ở một cái park, một cái công viên gần nhà. Ở đây chỉ có mình Julie thôi. Thì phía sau như mọi người cũng đã thấy đó, có rất là nhiều cây cỏ nè, có khu vui chơi của trẻ em nữa. Thì cái chủ đề của video ngày hôm nay, không nói dòng nói dài nữa, thì cái chủ đề của video ngày hôm nay đó là về lý do tại sao Julie lại không ăn thịt nữa. Thì về lý do thì cũng có rất là nhiều lý do mọi người, nhưng mà cái lý do chủ yếu và cốt chính quan trọng nhất đối với Julie á là tại vì Julie thương yêu động vật. Julie muốn tất cả các động vật được đối xử như nhau. Cái điều xuất phát đầu tiên á là từ việc Julie thích và yêu chó. Thật sự hồi bé Julie là một người rất rất là yêu chó, đến tận bây giờ vẫn vậy thôi mọi người. Julie là một người không thích mèo, tới tận bây giờ vẫn vậy. Nhưng mà Julie thấy là cái việc đó làm việc mà Julie thấy cái việc làm đó là không đúng. Mình có quyền có thể là không quá thích nhưng mà cũng không nên ghét một loài động vật nào cả. Thì mèo cũng vậy, có thể Julie sẽ không quá yêu mèo, quá cuồng mèo, nhưng mà nói ghét mèo thì Julie sẽ nói là không. Thì xuất phát từ cái tình yêu dành cho chó, thì sau khi một thời gian Julie nuôi chó thì Julie nhận ra là mình nuôi chó, mình yêu chó, nhưng tại sao mình lại ăn thịt heo, thịt bò, thịt gà? Chúng nó cũng đều là động vật như nhau mà, chúng nó đều có những cảm xúc, chúng nó đều có những tình yêu thương, chúng nó đều có những cái giác quan và những cảm nhận đầy đủ của cuộc sống, không khác gì nhau cả. Nếu mà mình lại chọn yêu một cái loài với giống loài động vật, mình lại đi ăn thịt và giết hại những giống loài động vật khác á, thì nó không công bằng. Nó giống như là trong cái xã hội hiện nay á, khi mà người ta chọn ra một khuôn mẫu, một cái giống người nào đó, ví dụ như là người da trắng chẳng hạn, vậy là những người mà được tôn trọng trong xã hội. Còn những cái người mà lại không thuộc những cái giống người, những cái tộc người như vậy á, thì lại không được tôn trọng bằng. Thì cái cách mình làm với động vật bây giờ cũng y chang vậy đó mọi người. Mình lên án người khác về cái việc mà phân biệt chủng tộc, trong khi á, bản thân mình đang làm cái việc tương tự như vậy đối với các loài động vật xung quanh mình. Mình chọn, mình yêu thương chó, mèo, mình tôn thờ nó, mình cho nó ăn hết tất cả những cái thứ mà tốt nhất trong cuộc đời này, trong khi mình là đi giết hại nè, mình là đi ăn thịt những loài động vật mà khác, thì như vậy là không công bằng và không nên. Cái vấn đề tiếp theo đó là, thì tôi liệu cũng đã chia sẻ tập trước, là cái việc mà ăn thịt đó, bên cạnh về tình thương ra thì cái thịt đó nó cũng không thật sự tốt cho cái cơ thể vật lý của mình, đó là cái cơ thể sinh học và của con người mình đó, thì không được sinh ra, không được tạo ra để dành cho việc ăn thịt. Giống như là cái hàm răng của mình nè, nó không phải tạo ra cái việc ăn thịt. Rồi cái đường ruột, cái bao tử của mình, cái chiều dài của bao tử của mình cũng không được cấu tạo ra việc ăn thịt. Chứ là khi mà mình ăn thịt á, mình đang ăn những cái món ăn mà nó không có thuận với tự nhiên, không có thuận với cái cơ thể, nó không có thuận với cái cơ thể vật lý của mình. Vấn đề tiếp theo nữa là nó cũng không có tốt cho sức khỏe tinh thần. Tại vì khi một người biết, thì khi một người biết là khi một con động vật mà nó chết đi á, thì nó lại, khi mà mọi người giết nó thì cái giây phút mà nó cận tử á, tụi nó sẽ tiết ra rất là nhiều những cái hormone của sự sợ hãi nè, những cái nỗi oán giận nè, những cái nỗi đau khổ nè, và những cái năng lượng nó đâu có biến mất đâu mọi người. Nó tồn đọng ở trong những cái miếng thịt nè, những cái phần nội tạng nè, những cái thứ mà của con vật đó để lại mà mình ăn vào người á, tức là mình đang ăn cái năng lượng giận dữ, cái năng lượng oán hận, cái năng lượng tức tối của con vật đó vào người. Thì ngày này qua ngày nọ, ít dù nhiều, thì những cái năng lượng nó cứ chất chồng lên, thì nó sẽ trở thành chính con người của mình. Người Mỹ họ cũng có câu là you are what you eat, tức là bạn là cái mà bạn ăn. Thì khi mà bạn ăn quá nhiều những sự tức giận, mà ăn quá nhiều sự giận dữ, mà ăn quá nhiều sự thù ghét ở trong đó, thì con người bạn dần dần sẽ trở nên nóng nảy nè, trở nên khó chịu nè, trở nên bực tức nè, trở nên dễ dàng gây chiến, hoặc là dễ dàng gây hấn với người khác. Cái đó là những cái vấn đề xa xôi đi, bây giờ rõ ràng nhất á, mọi người cũng thể thấy á, đó là khi mà mọi người ăn thịt động vật á, thì báo đài rồi các bác sĩ thì cũng nói đúng không, có rất là nhiều cholesterol, đặc biệt thịt bò, những cái thịt mà thịt đỏ, thịt bò, thịt cừu, rồi ăn thịt nhiều thì sẽ bị mỡ trong máu, rồi bị tiểu đường, rồi bị rất là nhiều những cái bệnh mãn tính mà không tốt cho sức khỏe.
Thay vào ăn những cái thứ mà thực phẩm mà nó không tốt như vậy thì mọi người có thể ăn những cái thứ mà nó dễ chịu hơn và nó hiền hòa hơn cho cái cơ thể vật lý của mình. Thì đó cũng là một lý do khiến Julie suy nghĩ về việc bỏ ăn thịt. Thật sự là việc bỏ ăn thịt đó với Julie nó cũng không phải là quá quá dễ dàng đâu mọi người. Julie là người trước đây là người rất thích ăn thịt. Julie có ăn chay nhưng mà Julie chỉ ăn chay vào khoảng tầm chắc là một năm được có một vài ngày gì đó thôi. Và sau đó Julie lại quay trở lại ăn thịt. Và thậm chí có những lần á là chưa hết cái ngày chay đó nữa, Julie đã cảm thấy rất là thèm thịt rồi. Julie thèm những cái món này món kia. Nhưng mà sau một cái thời gian Julie nhận ra, thật ra không phải cái Julie thèm là thịt, mà cái Julie thèm á chính là cái gia vị và cái cách người ta chế biến những cái dầu mỡ người ta bỏ vào người ta chế biến cho Julie thèm món thịt đó. Bây giờ mọi người lấy một cái ví dụ nha, là mọi người thật sự thèm thịt hay là mọi người thật sự thèm cái gia vị người ta nêm nếm vào. Ví dụ như nếu mọi người nói mọi người thật sự thèm thịt á, thì bây giờ quăng cho mọi người một thịt sống thôi, mọi người ăn không vậy thôi, ngày này qua năm nọ mọi người còn cảm thấy thèm không? Hoặc bây giờ đơn giản thôi, một cụ thịt mọi người luộc lên thôi, không có chế biến cho, luộc lên thôi, không nêm nếm không gì hết, quăng cho mọi người một cái tô cơm, kêu mọi người ăn cục thịt trắng đó với cái tô cơm đó, không có gia vị không gì hết, ngày này qua năm kia mọi người còn cảm thấy thèm hay là hứng thú việc đó nữa không? Không đúng không mọi người? Thì rõ ràng khi mà mình chế biến cái món thịt đó lên á, khi mình bỏ gia vị nè, đồ nêm nè, mình ẩm ướp vào nè, mình chiên xào nấu nướng nó lên á, khi mà nó thơm ngon, nó vừa miệng mình, nó mặn mặn ngọt ngọt chua chua cay cay, thì chính cái điều đó mới kích thích khiến mình ăn, khiến mình thèm. Thì cái mình thèm á là thèm cái gia vị, thèm cái chế biến, chứ đâu phải là mình thèm cái món thịt đó. Vậy thì tại sao mà mình không thay đổi cái cách đó bằng việc là mình cũng chế biến như vậy, mình cũng nêm nếm như vậy, mình cũng xào nấu như vậy, nhưng thay vì thịt thì mình có nhiều sự lựa chọn khác, ví dụ như rau củ nè, ví dụ như là những cái loại thịt chay được chế biến từ cũng được chế biến từ rau củ mà họ tổng hợp lại, mình vẫn có thể ăn tàu hũ nè, có rất là nhiều cách chế biến, cái đa dạng. Và đồ chay hiện tại thì có rất là nhiều sự lựa chọn, cho dù ở Mỹ, du lịch ở Mỹ chăng nữa thì việc ăn đồ chay cũng rất là đơn giản mọi người. Đồ chay có mặt ở tất cả mọi nơi, ở siêu thị, ở nhà hàng, các cửa hàng thức ăn nhanh bây giờ họ cũng đã bắt đầu chế biến các món chay rồi mọi người. Vậy nên là sự lựa chọn cho các món chay nó không còn là quá khó khăn nữa. Không giống như là việc ăn chay cách đây 20 hay 30 năm về trước. Hiện tại thì trời bắt đầu đổ mưa rồi mọi người. Chắc là Julie phải kết thúc cái video ở đây thôi. Cảm ơn mọi người đã xem hết video của Julie. Nếu thích thì like, share cũng như subscribe cho channel của Julie nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bye bye.